Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Và ngày hôm nay Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Nho Hưng gửi tới cho quý vị tập 7, cũng là tập cuối của bộ truyện Gia Vị Tình Yêu. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này. Liệu rằng ba cô gái và ba chàng trai trong câu chuyện này có tìm được tình yêu đích thực của mình hay không? Và còn Hạnh và có một nhân vật sẽ xuất hiện trong câu chuyện này mà Tâm An muốn bật mí cho quý vị. Đó chính là một cô gái có một khuôn mặt giống như Hạnh nhưng lại không phải là Hạnh. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi xem những tình tiết vô cùng bất ngờ sẽ được xảy ra ở tập cuối này nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ, sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập cuối của bộ truyện Gia Vị Tình Yêu, tác giả Nho Hưng, qua giọng đọc của Tâm An. Hơn một năm sau. Con à, để bố bế một chút nào. Đang vừa bồng đứa bé hơn 3 tháng tuổi trên tay, vừa nũng nịu, anh hôn lên hai má bụ bẫm của nó, rồi nhìn sang Thu đang loay hoay trong bếp. Anh chào đứa bé cho mẹ anh bồng, rồi đi vào bếp choàng tay qua ôm eo của Thu. Hôm nay vợ nấu món gì thế này? Đang ở dưới nhà, sao anh tự nhiên thế hả? Em đang bận rộn, không giúp cho em, lại còn tới đây mà nói này nói nọ. Từ sáng tới giờ ấy hả? Cô tí cứ khóc hoài. Em chăm sóc mệt lắm rồi đây. Đang hôn lên má của vợ, anh cảm thấy tình yêu thương vợ càng ngày càng tha thiết. Anh biết vợ của anh cực khổ rồi, cho nên anh quyết định sẽ tặng cho vợ một món quà. Thấy nụ cười bí ẩn của Đăng, Thu không ngạc nhiên chút nào. Cả năm qua sau khi hai người thật lòng yêu thương nhau, cô còn lạ gì cái tính úp mở của anh chứ? Chuyện đấy để lát nữa rồi nói. Hôm nay là ngày giỗ của Hạnh, em muốn... Đang cắt ngang vì biết rằng Thu đang muốn nói cái gì. Lát nữa chúng ta cùng đi nhá, để tí ở nhà chơi với ông bà nội. Ôi, chết rồi, em không thấy cái gì đâu, hai anh chị cứ tự nhiên nhá. Người vừa nói chính là Mận. Từ sau ngày biết Thu có thai, cô đã thay đổi hẳn tính cách, không còn hằn học với Thu nữa. Còn bố mẹ của Đăng thì không cần phải nói, coi Thu như vàng như ngọc vậy. Kêu cô nghỉ dậy để ở nhà dưỡng thai, công việc trong nhà thì không cho cô làm cái gì hết. Còn Đăng thì không đi làm đều đặn như trước nữa, ở nhà chăm sóc cho vợ, khiến cho Thu cảm thấy rất áy náy vì mọi người đối xử với cô rất tốt. Tới khi cô sinh cô tí thì trong nhà lại nhộn nhịp hẳn lên vì có tiếng khóc của trẻ con, làm cho không khí lúc nào cũng ấm cúng. Tí lại là cháu đích tôn, cho nên được ông bà nội rất cưng chiều. Cả Mận cũng vậy, cứ mỗi khi đi đâu về cũng đều chạy vào hôn tí thắm thiết. Cái con bé này, anh chị đang bàn lát nữa đi thăm mộ Hạnh, để bé tí ở nhà cho bố mẹ. Hai anh chị cứ đi đi, có em ở đây mà. Em đang muốn tập giữ trẻ con dần dần đây. Khoảng 5 giờ chiều đang chở Thu đi. Khi hai người tới nơi thì đã nhìn thấy Đông đang ngồi tâm sự bên mộ của Hạnh. Anh Đông, anh tới lâu chưa? Thu hỏi thăm Đông, nhìn lên ngôi mộ được chăm sóc cẩn thận của Hạnh, khiến cho cô không khỏi mùi lòng khi nhắc tới người bạn quá cố. Anh mới tới. Hai người đã có con, công việc cũng bận rộn, không tới cũng được mà. Mọi người còn nhớ ngày mất của Hạnh. Tôi thay mặt Hạnh cảm ơn nhé. Chuyện đã qua một năm rồi, anh cũng đừng quá đau lòng. Ngày nào anh cũng ra đây thăm mộ Hạnh, cô ấy biết được sẽ vui lắm. Nhưng nên đã quá khứ xuống mà đi tìm một tương lai khác. Dù sao người mất cũng mất rồi, chúng ta ở lại thì phải tiếp tục sống cái quãng đường còn lại chứ. Tương lai của tôi không có Hạnh thì sẽ không còn ý nghĩa. Hai người yên tâm đi, tôi không sao. Bây giờ tôi lo tập trung làm việc, không nghĩ ngợi gì đâu. Cả ba yên lặng đứng tại nghĩa trang. Trước mặt của họ chuyện của một năm trước như hiện về. Mặc dù không gặp được Hạnh, nhưng hình bóng của cô không bao giờ mờ nhạt
trong trái tim của Đông, cả Đăng và Thu nữa. Họ đang trầm ngâm suy nghĩ thì Lan lúc này cũng xuất hiện. Lan tiến đến phân trần cùng với Đông mấy câu, sau đó chia sẻ với anh và đốt hương cho Hạnh. Sau đó khi về nhà, cô đã ghé qua nhà Thu chơi một lát. Chị đã đi nhiều lần để tìm Tâm rồi, tại sao lại không có tin tức gì nhỉ? Vậy mà chị chưa nản lòng sao? Nếu tìm không được, tôi tiếp tục chờ đợi vậy. Dù thế nào đi chăng nữa, tôi sẽ chờ. Lan trả lời với một niềm tin dành cho Tâm không có gì thay đổi. Trong lúc Thu đang ru cô tí ngủ, thì Lan cầm một tờ báo ở trên bàn lên đọc. Một hàng chữ to nổi bật đập vào mắt của cô ở mục tin tức bốn phương. Hàng chữ có nội dung ngắn gọn. Con gái chủ tịch tập đoàn Thuận Thiên sẽ kết hôn với người thiết kế thời trang nổi tiếng. Phía sau hàng chữ ấy là tấm hình Tâm đang ôm eo Duyên một cách thân mật, khiến cho Lan bàng hoàng. Cô lắc đầu cho tỉnh táo, rồi đọc lại bài báo đó thêm một lần nữa. Rõ ràng là mình không đọc nhầm. Tại sao thế này? Tại sao lại như vậy chứ? Dứt lời cô cầm theo tờ báo chạy như bay ra ngoài. Thu gọi theo. Lan à, chị chạy đi đâu đấy? Nhưng dường như lúc này, tai của Lan đã ủ đi. Cô không còn nghe thấy bất kỳ điều gì nữa. Lan lái xe thẳng tới công ty. Cô biết Duyên và Tâm đã về Việt Nam. Lần này bất cứ giá nào, cô phải hỏi cho ra nhẽ. Xin lỗi, tôi muốn gặp... Chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói vang lên. Chiều nay tôi còn buổi hẹn nào nữa không? Lan từ từ xoay mình về hướng vừa phát ra giọng nói ấm áp đó. Giọng nói mà làm cô trăn trở thao thức từng đêm để nhớ nhung. Tâm, thật là anh rồi. Tâm nhận ra người đứng trước mặt là Lan. Nói sao cho hết nỗi lòng nhớ thương dai dẳng của hai kẻ yêu nhau nhưng bị ngăn cách hai miền đất nước. Thế rồi, những mẫu đối thoại cứ diễn ra trong những giọt nước mắt. Họ nói hết nỗi lòng, như trốn không người. Là anh. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong tình cảnh này. Đã hơn một năm rồi. Anh có biết em nhớ anh tới mức độ nào không? Vậy mà anh nhẫn tâm không liên lạc cho em. Anh để cho em sống như một con ngu ngốc. Cứ ra vào thần thơ để chờ đợi anh. Nếu như hôm nay không phải em đọc được bài báo này, thì em không biết rằng anh đã trở về Việt Nam và anh sẽ làm đám cưới với người khác. Có cái gì đó nghẹn nghẹn ở cổ họng, khiến cho Lan không nói được nên lời nữa. Người đàn ông mà cô nhớ thương chờ đợi, bây giờ đã không còn giống như ngày xưa. Tâm quay mặt đi chỗ khác, tránh cái nhìn đau đớn của Lan. Anh xin lỗi, anh có lỗi với em. Anh không còn xứng đáng với tình yêu của em đâu. Chúng ta quên nhau đi. Lúc nào Lan cũng mơ tưởng ngày mà cô và Tâm gặp lại nhau, cô sẽ được nghe những lời nói yêu thương từ miệng anh. Vậy mà bây giờ, sự thật trái ngược, anh đã nói chia tay với cô. Lát nữa chúng ta đi ăn ở đâu nhỉ? Duyên vừa nói vừa ôm lấy cánh tay của Tâm, ra chiều nũng nịu. Tâm quay sang nhìn Duyên sau đó mỉm cười. Em muốn ăn ở đâu thì chúng ta đi ở đó. Rồi anh quay sang nhìn Lan bằng đôi mắt lạnh lùng cất tiếng. Em nhìn thấy rồi đấy. Anh và Duyên đang rất hạnh phúc. Tình cảm của anh đối với em đã không còn nữa. Em về đi. Lan quay sang nhìn Duyên đang tươi cười hạnh phúc bên cạnh Tâm. Có phần hơi sững sờ. Vì tới bây giờ cô mới biết được thì ra Duyên chính là con gái của chủ tịch tập đoàn công ty này. Tuy là Tâm lúc nào cũng dùng những lời nói lạnh lùng đối với cô, nhưng không hiểu tại sao Lan lại không giận một chút nào. Trái lại, cô lại càng yêu anh nhiều hơn. Từ sâu trong trái tim của cô cảm thấy chua xót cho Tâm. Chắc chắn anh có nỗi khổ gì đó không thể nói nên lời, nên mới dùng mọi lời lẽ để xua đuổi cô đi. Cô bước tới gần Tâm, nhìn sâu vào đôi mắt của anh, rồi từ từ ngả đầu lên ngực của anh, đứng im lặng để lắng nghe nhịp đập của trái tim của anh.
Lan bắt đầu khóc, những giọt nước mắt rơi lã chã trên hai má của cô. Anh không phải từng nói rằng em là người hiểu anh nhất sao? Em biết những lời nói ngoài miệng của anh không phải là lời nói thật lòng. Trái tim của anh đang đập mạnh, chứng tỏ rằng anh vẫn còn yêu em. Cô nhắm mắt lại để cho những giọt nước mắt được tự do chảy xuống, cho vơi đi cái sự nhớ nhung bấy lâu nay mà cô đã ôm ấp trong đáy lòng. Tâm muốn đưa tay lên để ôm Lan vào lòng, muốn nói với cô là anh rất yêu cô, nhưng lý trí lại cho anh biết anh không thể nào làm khác được. Anh không muốn cô phải khóc vì anh thêm một lần nữa. Cho dù anh có đối xử với em như thế nào thì cũng không bao giờ thay đổi được tình yêu của em. Chúng ta không thể sống bên nhau, đó là số phận. Em tôn trọng quyết định của anh. Chỉ cần ngày nào trong một góc nhỏ trái tim này còn có em, thì nhất định em sẽ không bao giờ quên anh đâu. Dứt lời, cô từ từ bước ra xa, lau khô những giọt lệ ở hai bên má, rồi nhìn Tâm với đôi mắt yêu thương. Xong rồi anh lại nhìn sang Duyên, nhẹ nhàng nói. Tôi mong là cô sẽ đem tới hạnh phúc cho anh ấy. Tôi sẽ luôn chúc phúc cho hai người. Thà rằng Lan hãy dùng những lời nói nặng nề để cho anh giảm bớt cái sự đau đớn trong lòng, nhưng trái lại, cô không làm như vậy mà còn đi chúc phúc cho anh, lại càng khiến cho anh cảm thấy nợ cô rất nhiều. Lan nói đúng, cho dù hai người không thể sống bên nhau, nhưng trong trái tim của hai vẫn luôn nhớ về đối phương. Tình yêu của họ bền bỉ hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Duyên thấy Tâm im lặng, nhìn theo bóng dáng của Lan, thì ghen tức trong lòng. Duyên chua xót nghĩ thầm. Một năm qua, lúc nào mình cũng trao trọn tình yêu cho anh ấy. Cứ tưởng rằng anh ấy đã quên được Lan. Không ngờ trái tim của anh ấy vẫn không có chỗ nào dành cho mình. Lan đau đớn như ai cào ai xé trong lòng. Lan lại tìm đến để bộc bạch nỗi niềm này với đồng nghiệp của mình. Lan đau buồn kể cho Thu nghe mọi chuyện, trong dòng nước mắt ngập tràn. Chị hỏi cho ra nhẽ chưa? Thế tại sao anh ấy mất tích hơn một năm, bây giờ về lại làm đám cưới với người khác? Lan không có phản ứng gì nữa, không buồn trả lời Thu. Thái độ của cô lại càng làm cho Thu nóng ruột. Chị nói cái gì đi chứ? Chị đừng có im lặng như thế. Thu này, tôi quyết định sẽ đi du lịch vài ngày. Chắc trong khoảng thời gian tới tôi không có mặt ở đây. Chị nghĩ xem, tôi nên đi đâu được nhỉ? Tôi sẽ ghé qua Sài Gòn chơi một chuyến, sau đó tôi sẽ xuống miền Tây. Sau đó... Chuyện đã tới nước này mà chị còn có tâm tình để đi du lịch hay sao? Không phải là yêu quá rồi nên tinh thần của chị có vấn đề đấy chứ? Lan đưa tay ra tỏ ý muốn bế bé tí. Thu trao tí cho Lan. Vừa bế đứa bé trong tay, Lan đổi sang đề tài khác và không muốn nhắc tới chuyện của Tâm nữa. Dễ thương quá. Hai người có định sinh thêm vài đứa không? Tôi thấy tí giống Đăng nhỉ, gương mặt đẹp trai, đôi mắt to đen này. Thằng bé như hiểu được Lan đang khen, nên nở một nụ cười toe toét nhìn Lan. Này, tí nhìn tôi cười rồi này. Nó chỉ giống chị ở cái miệng cười có duyên thôi, thừa hưởng những cái đẹp nhất của bố mẹ. Sau này lớn lên ấy, chắc là nhiều cô bị hớp hồn rồi đây. Thu nghe xong thì lắc đầu, chịu thua trước cái sự lạc quan của Lan. Nếu chị thích em bé như thế, hay là lấy chồng đi, sinh con. Không cần phải hâm mộ tôi đâu. Một đứa là tôi đã cực lắm rồi, chị lại còn kêu tôi sinh thêm vài đứa. Với lại thì tôi với Đăng chưa nghĩ tới chuyện này. Đợi cho tí lớn, khoảng tầm 3-4 tuổi gì đấy, chúng tôi mới tính tiếp. Biết đâu được, vài năm nữa, chị lại có thêm một bầy con, nhỉ? Ở nhà Thu tìm Lan tâm sự, sẻ chia. Còn ở công ty thì đang ngồi tâm sự trò chuyện với Tâm. Thế nào? Đột nhiên trở về, lại đám cưới với Duyên. Là như thế nào đây? Không phải lúc trước, anh nói với tôi là anh chỉ coi Duyên là bạn hay sao? Người mà anh yêu thật lòng mới là Lan cơ mà.
Tâm đặt bút vẽ xuống nhìn Đăng, sau đó lại tiếp tục. Anh cũng nói với tôi, anh là người khó tránh được sự thay đổi. Lúc trước không yêu, không có nghĩa là mai này cũng không mà. Đăng giật cây bút trên tay của Tâm, sau đó giận dữ nói. Thế anh có biết Lan đau khổ tới chừng nào hay không? Khi không thấy anh liên lạc với cô ấy đã đi sang tận nước ngoài để kiếm anh. Đi không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng thất bại. Nhưng lần nào trở về thất bại như vậy, cô ấy không nản lòng, vẫn tin tưởng vào tình yêu của anh. Vậy mà bây giờ, anh cho cô ấy cái gì? Hả? Ngoài sự phản bội và đau đớn anh dành cho cô ấy. Đăng à, có nhiều chuyện không phải mình muốn là được. Lúc tôi qua đó, sức khỏe tôi không tốt, vì tôi chưa thích nghi được với cái lạnh cắt da cắt thịt bên đó. Cứ bệnh tật triền miên. Trong cái lúc mà tôi cần sự giúp đỡ, thì Duyên đã xuất hiện như một vị cứu tinh. Mỗi ngày cô ấy đều tới và chăm sóc cho tôi. Vì vậy mà anh đã thay lòng đi yêu Duyên sao? Không phải. Có một lần tôi bị bệnh phải uống thuốc, trong cơn mơ màng, Duyên đã tới nhà chăm sóc cho tôi. Tôi đã nhìn Duyên thành Lan và tôi. Hai người đã sống chung với nhau sao? Tôi không biết nữa. Tôi chỉ nhớ là mình đã nắm tay của Duyên, rồi sau đó khi thức dậy, cô ấy đang nằm bên cạnh tôi. Chuyện lỡ xảy ra rồi, tôi biết phải tính sao chứ. Một mặt tôi không muốn phản bội Lan, mặt khác tôi không muốn Duyên phải thiệt thòi. Hơn nữa mấy lần cô ấy định tự tử, vì thương con gái quá nên bố cô ấy đã năn nỉ tôi làm đám cưới với cô ấy. Và anh đã hứa sao? Tại sao anh có thể như thế chứ? Cạn nghĩ. Đáng lẽ tôi cũng không muốn nhận lời, nhưng mà bởi vì ông ấy đã giúp tôi rất nhiều ở bên đấy, vì lẽ vậy tôi đã ưng thuận làm đám cưới với Duyên. Thế tại sao anh không nói mọi sự thật với Lan đi? Ít ra anh cũng cho cô ấy hiểu chứ. Có cái gì mà nói, tôi đã không còn xứng đáng với tình yêu của Lan nữa rồi. Chỉ còn có vài ba ngày nữa tôi kết hôn. Tôi không muốn Lan vì tôi lại chịu thêm bất cứ nỗi đau nào. Tâm lại tiếp tục hoàn thành bản thiết kế anh đang dang dở. Thật ra thiết kế này là anh dành cho Lan. Từ trước tới giờ anh lúc nào cũng mong cô có thể trở thành người mẫu, mặc những bộ đồ do chính anh thiết kế. Cho nên anh đã giữ lại hết cho riêng mình những thiết kế mà anh đã vẽ cho Lan. Chuyện này chỉ có một mình anh biết. Đáng lẽ anh định sau khi đi du học về, anh sẽ nói với Lan. Nhưng cuộc đời này chắc chắn sẽ không bao giờ khiến cho cô biết được chuyện này. Mấy ngày hôm sau. Duyên à, hôm nay em xinh lắm. Ngọc Ánh nhìn cô em gái trong bộ đồ tân nương thì mừng thầm vì cuối cùng Duyên có thể kiếm được một nơi nương tựa tốt. Còn Duyên thì vô cùng hạnh phúc, cứ đứng ngắm mình mãi trong gương rồi tự mỉm cười. Có lẽ cái hạnh phúc mà cô mong chờ rốt cuộc đã xuất hiện, cho nên cô cứ cười mãi không dứt, lại càng làm tăng thêm cái nét đẹp vốn có của cô. Bên phòng thay đồ dành cho chú rể, Đăng đang ngồi lướt điện thoại, lâu lâu lại liếc chừng thăm dò xem Tâm có phản ứng gì đặc biệt hay không. Nãy giờ ngồi nhìn Tâm mà đang không có cảm giác được cái sự háo hức chờ đợi trong ngày trọng đại này, mà đáng lẽ ra cặp tân hôn nào cũng nên có. Anh thì hạnh phúc lấy vợ, tội nghiệp cho một người phải nuốt lệ vào tim. Biết rằng Đăng đang ám chỉ tới Lan nên Tâm im lặng không nói gì. Đăng đứng dậy đi tới bên cạnh Tâm, trao cho anh một lá thư. Cái này là của Lan, cô ấy nhờ tôi trao cho anh. Tâm e dè cầm lá thư trong tay, anh tò mò muốn biết Lan đã viết gì trong đó. Nên anh xé bao thư ra, trên trang giấy là nét chữ nắn nốt của cô. Anh phát hiện có nhiều chỗ bị thấm nước, chắc là do lúc viết cô đã khóc. Vô tình những giọt nước mắt đã thấm vào trang giấy, nên dòng chữ mới nhòe đi như vậy. Anh Tâm thân mến, dòng đời thật là trớ trêu.
Thế là hôm nay đã là ngày thành hôn của anh rồi. Em xin lỗi, em không tới dự được. Bởi vì em sợ sẽ bị anh bắt gặp được rằng trái tim của em đang tan nát. Gặp anh những kỷ niệm ngày xưa sẽ theo nhau về. Cho nên em đã chọn một giải pháp tốt nhất cho cả hai chúng ta. Em sẽ ra đi, đi thật xa tới một nơi không ai quen biết. Nhưng cho dù có đi tới đâu, thì hình bóng của anh trong trái tim của em không thể nào phai mờ được. Hãy mang theo lời chúc phúc của em anh nhé. Em mong rằng mai này, cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, thì trong một phút giây nào đó, anh sẽ bất chợt nhớ tới em. Chỉ được nhớ một lát thôi, bởi vì thời gian còn lại, anh phải dành cho vợ của anh nữa. Trái tim của em, từ cái ngày biết rung động trước tình yêu của anh, nó đã thuộc về anh mãi rồi, không bao giờ có thể yêu được ai nữa. Thôi, em nói nhiều rồi. Cuối thư em chúc cho anh được hạnh phúc. Anh không thể đi du lịch được. Em sẽ thay anh đi tới những nơi mà anh muốn. Chúc anh chị hạnh phúc. Em chào anh. Cầm lá thư trong tay mà tâm tan nát cõi lòng. Nếu như có thể quay ngược lại quá khứ, anh nhất định sẽ không bao giờ chọn đi du học ở nước ngoài nữa. Anh ở lại Việt Nam cùng với Lan. Bây giờ có hối hận cũng đã muộn rồi. Đột nhiên lúc này tiếng chuông điện thoại của Đăng reo vang. Không biết cuộc điện thoại đó có gì mà Đăng hớt hơ hớt hải nói với Tâm. Thôi xong rồi, có chuyện rồi. Thù vừa nói cho tôi biết chuyến bay mà Lan bay đi du lịch vừa cất cánh khỏi đường băng thì gặp trục trặc rồi. Lan đã bị mất tích, chưa tìm được. Đăng chưa kịp dứt lời thì Tâm đã lao thẳng ra ngoài, trong lòng vô cùng hoang mang và lo sợ. Lỡ như Lan có bề gì, anh làm sao mà sống được đây? Tâm hối hả chạy tới sân bay trong bộ lễ phục chú rể. Anh tìm kiếm xung quanh mà không thấy Lan đâu. Trong lòng hồi hộp lo lắng, không biết cô xảy ra chuyện gì. Rồi anh nhìn thấy Thu đang ráo rác nhìn quanh. Anh liền chạy tới. Thu, lúc nãy em có đi chung với Lan không? Em không có. Em có nói là em cho cô tí ngủ, sau đó em mới có thể tiễn chị ấy được. Nhưng khi tới đây, nghe tin máy bay trục trặc, em tìm kiếm xung quanh, em gọi điện cho chị ấy rồi, nhưng không ai bắt máy. Không biết có chuyện gì xảy ra không anh ạ? À? Chúng ta chia nhau ra tìm đi. Em đi về phía bên kia, còn anh sẽ tiếp tục tìm ở đây. Dứt lời cả hai chia nhau mỗi người một hướng. Bỗng Tâm nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc. Trên tay đang cầm một cái vali màu xám, đang nhìn xung quanh như tìm kiếm một cái gì đó. Anh cất tiếng gọi lớn. Lan! Lan ơi! Nghe thấy tiếng gọi, Lan quay đầu lại. Cô ngờ vực nghĩ thầm. Tại sao giọng nói của Tâm lại ở đây nhỉ? Chắc là mình đã nhầm rồi. Thật bất ngờ khi nhìn thấy Tâm đang đứng trước mặt cô trong bộ lễ phục chú rể. Cô bàng hoàng đánh rơi chiếc vali xuống đất. Anh, tại sao có mặt ở đây? Không phải là anh... Anh nghe nói chuyến bay của em xảy ra trục trặc. Anh sợ không biết em bị gì hay không. Bây giờ gặp được em thế này, anh yên tâm rồi. Cảm ơn ông trời, em vẫn bình an. Anh còn lo lắng cho em sao? Sao không đi làm chú rể của anh đi? Anh tới đây, tìm em làm gì? Nói thì nói vậy thôi, nhưng trong lòng của cô cảm thấy rất sung sướng. Vì ít ra phán đoán của cô đã đúng, đó là Tâm vẫn không hề thay đổi. Tâm vẫn yêu cô như thuở nào. Cũng chính tại sân bay này của hơn một năm về trước, hai người đã nói những lời yêu nhau, để hai trái tim cùng hòa chung một nhịp đập. Không còn cảm thấy cô đơn vào những ngày đông giá lạnh. Bây giờ cũng tại nơi đây mà hai người đã tìm lại được tình yêu, tưởng chừng như đã đánh mất của mình. Sao anh không lo cho em được chứ? Bởi vì em chính là cô bé hàng xóm, thích hoa cúc họa mi của anh cơ mà. Cả hai đang ngụp lặn trong niềm hạnh phúc được sống bên nhau, thì Duyên lúc này từ đâu xuất hiện với gương mặt lạnh giá. Tầm buông Lan ra, ngẩng đầu lên nhìn Duyên rồi nói.
Anh hối hả? Bỏ cả hôn lễ của chúng ta là vì cô ta sao? Anh có còn coi gia đình của em ra gì không? Đám cưới chứ không phải là trò đùa. Anh Tâm, anh đang làm cái gì thế hả? Tâm tiến tới gần Duyên, nói bằng một sự ân hận xuất phát từ trái tim của mình. Duyên à, anh xin lỗi. Những gì kiếp này anh nợ em, kiếp sau anh trả em. Anh không thể nào lừa dối trái tim của mình. Anh chỉ yêu một mình Lan thôi. Ngoài cô ấy ra, trái tim của anh không thể nào rung động trước cô gái khác được. Lan bước tới nắm lấy tay của Tâm, như muốn nói cho anh biết rằng cả hai người sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trắc trở mà ông trời đã an bài cho họ. Cho dù em dùng đủ mọi cách cũng không thể nào lấy được trái tim của anh sao? Em cứ tưởng rằng chỉ cần ép được anh ở bên cạnh thì thời gian trôi qua sẽ làm cho anh quên đi Lan. Chính vì vậy em đã gạt anh. Nói đúng hơn là chúng ta đã sống chung với nhau. Tâm vô cùng ngạc nhiên khi nghe lời của Duyên thú nhận. Em nói sao? Chuyện hôm đó là em gạt anh sao? Đúng vậy. Vì anh bị ảnh hưởng của thuốc thần trí không được tỉnh táo nên em đã lợi dụng lúc đó để tạo hiện trường như hai chúng ta đã từng sống chung với nhau. Nhưng thật ra không có chuyện gì xảy ra cả. Những giọt nước mắt hối hận và đau khổ lăn dài trên chiếc áo cô dâu. Cái mà em cần là một người đàn ông thật sự yêu em, không phải là một cái xác không hồn. Từ trước tới giờ, bên cạnh em, không có lúc nào em cảm thấy anh vui. Nhưng em lại tự dối lòng mình, rồi sẽ có một ngày anh hồi tâm chuyển ý mà yêu em. Rất tiếc. Rất tiếc là chuyện đó không bao giờ xảy ra. Em mãi mãi chỉ là một người yêu đơn phương mà thôi. Lan và Tâm đứng nhìn Duyên bằng đôi mắt cảm thông, xen lẫn một chút thương hại. Thật ra cô không có lỗi gì. Nếu có trách, thì trách tình yêu là một thứ mù quáng. Nó làm cho con người ta mất hết lý trí và làm ra những chuyện không thể nào kiểm soát được. Tôi chào anh Tâm lại cho chị. Đáng lẽ hôm nay cô dâu phải là chị mới đúng. Tôi không xứng đáng được cùng với anh ấy có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Duyên vừa nói vừa trao bó hoa cô dâu cho Lan. Cô mỉm cười nhẹ nhàng nhìn sang Tâm rồi nói. Chuyện này em sẽ nói lại với bố. Anh không cần phải lo đâu. Nói xong Duyên quay lưng bước đi. Cô vừa đi khỏi thì Tâm đã nắm tay của Lan, cười thật tươi. Chúng ta đi thôi em. Đi, nhưng mà đi đâu ạ? Còn đi đâu được nữa. Chúng ta đi tìm hạnh phúc đích thực của mình. Mình đi đăng ký kết hôn nhé. Anh không muốn một biến cố nào, dù là nhỏ nhất, đến với chúng ta nữa. Tâm nói bằng một giọng phấn khởi và tràn ngập hạnh phúc. Còn Lan thì bèn lẽn cúi đầu. Sao lại gấp như thế? Người ta nhìn vào, cứ tưởng rằng em thèm lấy chồng lắm ấy. Em không đi đâu. Anh đi một mình đi. Nếu em không chịu đi đăng ký thì chúng ta sẽ làm đám cưới tại đây luôn. Vừa mới dứt lời, Tâm giơ tay lên thề lớn. Tôi xin thề, từ nay chỉ yêu có một mình vợ tôi là cô Dương Thủy Lan, sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Nếu mà làm trái lời thề, tôi sẽ bị... Lan vội vàng giơ tay ngăn lại. Không được nói bậy. Anh im ngay đi. Miệng ăn lắm mắm muối, nói cái gì đinh tinh không à? Lời nói của Lan chứng tỏ rằng cô đã bằng lòng thành hôn với anh. Tâm ôm Lan vào lòng, hét thật lớn. Tôi đã có vợ rồi. Câu nói khiến tất cả mọi người xung quanh đều nhìn chằm chằm vào hai người. Lan ái ngại đẩy Tâm ra. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Dĩ nhiên là đi du lịch rồi. Chẳng phải em dự định là đi du lịch sao? Dứt lời, Tâm siết chặt tay của Lan trong tay của mình, chuẩn bị cho một chuyến du ngoạn thuộc về cả hai đứa. Nãy giờ cuộc trò chuyện của hai người đã bị Thu và Đăng nghe được. Thấy Lan có thể tìm lại hạnh phúc thì Thu cảm thấy rất vui. Cô quay sang Đăng, thấy trên tay của anh đang cầm một túi vali.
Cô mới ngạc nhiên lên tiếng. Anh định đi đâu mà đem theo vali thế này? Hai người kia đi du lịch thì chúng ta cũng đi. Mình sẽ đi hưởng tuần trăng mật. Đây là món quà mà anh dành tặng cho em đấy. Ơ, nếu chúng ta đi, thế còn cô Tí ạ? Em yên tâm, bố mẹ đã nói là sẽ chăm sóc cho cô Tí. Cứ bảo anh cứ yên tâm mà đi chơi. Từ lúc đám cưới tới bây giờ, chúng ta đã đi hưởng tuần trăng mật bao giờ đâu. Hôm nay, phải đi bù lại chứ. Thế chúng ta đi chỗ nào? Sao anh không bàn trước với em? Lỡ đi cái chỗ đấy, em không thích thì làm sao? Yên tâm, chỗ đấy nhất định em sẽ thích. Bởi vì nơi đó chính là kỷ niệm tình yêu của chúng ta. À, mẹ còn giao hai đứa mình một trách nhiệm quan trọng lắm đấy. Là trách nhiệm gì thế hả anh? Này này, anh đừng làm em lo chứ. Cứ tới đấy đi, em sẽ biết. Sau khi Đăng và Thu, Tâm và Lan đi hưởng niềm vui của mình thì chỉ còn Đông ở lại. Chiều hôm nay khí trời se se lạnh, Đông ngồi một mình miên man suy nghĩ. Gương mặt lộ vẻ đăm chiêu khi nhớ về quá khứ mà anh đã cùng Hạnh trải qua. Suy nghĩ một hồi, anh đứng dậy, một mình dạo quanh những nơi anh và Hạnh đã từng đến. Dạo bước một hồi, không hiểu tại sao anh lại đi tới ngôi trường mà lúc trước Hạnh đã từng dạy. Cảnh vật vẫn như xưa, nhưng người thì đã không còn nữa. Chợt anh nghe một giọng nói ấm áp phát ra từ chính giữa sân trường, nơi có những hàng cây lớn đang che bóng mát. Không ngờ hoa ở đây nở đẹp như vậy. Đồng kinh ngạc, không hiểu sao giờ này lại có cùng một cô gái xuất hiện ở đây. Anh từ từ tiến tới, cất giọng hỏi cô. Cô ơi, bây giờ trường không còn ai, tại sao cô lại ở đây một mình thế này? Cô gái với mái tóc dài óng ả quay lưng lại nhìn Đông. Cô nghiêng đầu quan sát người đàn ông đứng trước mặt mình. Đông sững sờ nhận ra gương mặt quen thuộc mà anh đã ngày đêm thương nhớ. Anh vội vàng lao tới ôm lấy cô gái kia. Xung quanh cảnh vật như im lìm bất động. Anh chỉ nghe giật một tiếng la hét đầy vui sướng của Đông. Hạnh, trời ơi, đúng là em rồi, thì ra em còn sống. Cô gái đó hoảng hốt đẩy Đông ra. Cô tức giận nói. Tôi không hề quen biết anh, tại sao anh ôm tôi hả? Còn nữa, tôi tên là Tâm An, không phải là Hạnh. Anh phân biệt cho rõ ràng. Không thể nào, không thể nào. Rõ ràng em là Hạnh cơ mà. Anh không nhìn lầm. Tâm An lên tiếng cười chế nhạo. Tức cười thật đấy. Tôi không hề quen biết anh, và tôi không biết cô gái tên Hạnh đó là ai. Hạnh à, anh... Tôi đã nói rồi, tôi không phải tên là Hạnh. Anh đừng gọi tôi bằng cái tên đó. Chắc là anh nhận nhầm người rồi. Xin lỗi, tôi phải đi đây. Xin lỗi, chắc là tôi nhìn nhầm. Nhưng mà cô thật sự rất giống với một người bạn của tôi. Cho dù là như vậy đi chăng nữa, anh không nên lợi dụng cơ hội mà ôm tôi chứ. Tôi biết chỉ là hiểu nhầm. À, cô sống ở đâu? Tại sao cô lại tới đây một mình? Tại sao tôi phải cho anh biết tôi sống ở đâu? Tôi với anh có quen biết gì đâu. Chúng ta là bạn bè thì phải tìm hiểu nhau chứ. Bạn bè? Úi giời, anh cũng miệng lưỡi ghê hề. Tâm An vừa cười vừa châm chọc. Cô bắt đầu kể. Từ bé tôi sống ở nước ngoài, chỉ là mấy ngày nay tôi về Việt Nam thôi. Tôi muốn đi dạo ở đây vài ngày. Không ngờ tới đây thấy cảnh trường nên thơ, tôi đã ghé vào đây tham quan. Chứ chả có ý gì cả. Đồng rất tò mò muốn biết thêm về cô gái tên Tâm An này. Anh mới dò hỏi. Vậy cô có chị em hay bà con gì ở đây không? Không có. Gia đình chỉ có tôi là con một. Mà này, tôi giống với cái người tên Hạnh mà anh quen lắm à? Không phải là giống đâu, mà là rất giống. Tôi cứ tưởng rằng hai người là một. Nói tới đây, Đông không nói gì thêm nữa. Cả hai cùng im lặng, ngắm nhìn những cánh hoa bị gió thổi, rụng xuống mặt đất. Chợt Đông quay nhìn Tâm An, rồi kéo tay của cô đi. Tôi dẫn cô tới chỗ này, tới đó cô sẽ hiểu. Một phần vì tò mò,
nên Tâm An đã đi cùng với Đông. Không hiểu sao từ trước tới giờ, mỗi khi gặp người lạ, cô lúc nào cũng có lòng đề phòng rất cao. Nhưng hôm nay đối với Đông, cái sự hờ phòng đó đã hoàn toàn biến mất. Cô hoàn toàn đặt hết niềm tin lên người đàn ông xa lạ này. Chiếc xe của Đông dừng lại trước một nghĩa trang rộng lớn. Tâm An ngạc nhiên, không hiểu tại sao anh lại chở cô tới đây. Thấy gương mặt đầy vẻ nghi ngờ của cô, Đông mỉm cười trấn an. Đừng lo, tôi không làm gì cô đâu. Chỉ là muốn đưa cô tới thăm một người. Dứt lời, Đông bước xuống xe, mở cửa xe cho cô bước xuống. Đông đi trước, dẫn đường cho cô. Đây là lần đầu tiên cô tới nghĩa trang, nên có chút lo sợ. Cô mới lẩm bẩm. Biết như vậy, lúc nãy tôi không nhận lời tới đây rồi. Mải mê bước đi tới, khi Đông đột nhiên đứng lại, mà cô vẫn chưa hay biết, nên đã đâm sầm vào người của anh. Này, đang đi mà anh đứng lại, lại còn không nói trước. Không nghe Đông trả lời, cô cảm thấy rất lạ, vội vàng nhìn theo hướng ánh mắt của anh, thì thấy trước mặt là một ngôi mộ, được chăm sóc gọn gàng, nằm dưới một tảng cây lớn, xung quanh được trồng rất nhiều hoa. Tâm An bước tới gần để xem cho rõ, thì cô phát hiện tại sao gương mặt của người con gái trên tấm bia mộ lại giống cô như đúc. Tại sao có chuyện như thế này được? Cô gái đó giống tôi như hai giọt nước thế này. Đông ngồi xuống bên cạnh mộ của Hạnh, đưa tay sờ lên tấm hình, rồi bắt đầu kể chuyện của anh và Hạnh cho Tâm An nghe. Lúc đầu tôi nhìn, tôi cứ tưởng rằng cô chính là Hạnh. Bởi vì tôi lúc nào cũng hy vọng Hạnh đang còn sống. Chỉ tiếc, sự thật vẫn là sự thật. Chắc là anh yêu cô ấy lắm. Chị ấy đúng hạnh phúc, có một người yêu mình như vậy. Phải như tôi, cũng có thể kiếm được tình yêu thật sự thuộc về mình, thì chắc chắn sẽ không có gì ân hận. À đúng rồi, anh và chị ấy quen nhau bao lâu? Chúng tôi quen nhau đã được hơn một năm rồi. Lúc ban đầu tôi không chú ý gì tới cô ấy. Nhưng mà chính vì tình yêu trao đi không đòi hỏi của cô ấy đã làm cho tôi thức tỉnh. Tôi biết được rằng trên đời này chỉ có cô ấy mới là người yêu tôi thật lòng. Chỉ tiếc là khi biết được thì mọi chuyện đã quá muộn. Chúng tôi đã không còn cơ hội để sống bên cạnh nhau. Tâm An ngồi im lặng lắng nghe lời tâm sự chân thành của Đông. Không biết sao cô có cảm giác chính mình là Hạnh, bởi vì trái tim của cô đang đập rất mạnh khi ngồi gần anh như vậy. Đột nhiên anh lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng. Tôi có thể ngửi mùi thơm trên tóc của cô không? Cô và Hạnh rất giống nhau, đều có một mùi thơm nhẹ nhẹ trên mái tóc. Tâm An còn đang ngỡ ngàng vì lời đề nghị của Đông, thì anh đã xua tay cười. Nếu cô không đồng ý cũng không sao. Tôi lại bị cô thu hút, bởi vì cứ tưởng rằng cô chính là Hạnh. Không có gì, tôi cũng muốn biết cảm giác của một người khi yêu là như thế nào. Anh cứ xem tôi là Hạnh đi. Tôi sẽ làm tròn vai diễn của mình, coi như đây là món quà tôi tặng cho anh. Vì ngày mai tôi cũng rời khỏi Việt Nam rồi. Dứt lời, Tâm An bước tới ngồi bên cạnh Đông. Cô ngả đầu vào vai của anh, lắng nghe tiếng gió thổi vi vu cùng với tiếng lá rơi xào xạc. Mùi thơm trên tóc của cô hòa cùng với làn gió tạo nên một bản tình ca hoàn chỉnh. Đông đưa tay lên, choảng qua vai của Tâm An. Cảm ơn cô đã biến ước mơ của tôi và Hạnh thành sự thật. Nhưng mà đối với tôi, không ai có thể thay thế được Hạnh. Cho dù hai người có giống nhau tới đâu đi chăng nữa, cô là cô, không cách gì biến thành Hạnh được. Lại nói đến Thu và Đăng. Thu quàng chiếc vali xuống đất, sau đó leo thẳng lên giường thả người xuống. Thì ra chỗ mà anh nói lại chính là nha trang, còn làm ra vẻ bí mật. Thu đấm nhẹ vào vai như để xua tan cơn mệt mỏi. Thấy vậy, Đăng liền ngồi xuống giường. Sao thế, em mệt à? Vậy em nghỉ ngơi đi, lát nữa chúng ta đi chơi nhé. Bây giờ á? Em mệt lắm,
Với lại em muốn gọi về cho mẹ hỏi cô tí, không biết nó có khóc không nhở. Lúc nào em cũng, em không thèm quan tâm anh. Cái anh này, ai lại đi ghen tị với con mình thế? Cũng may chúng ta chỉ có một đứa thôi đấy. Nếu như sau này em sinh thêm con, chắc anh ra ngoài anh kiếm vợ bé quá. Thôi được rồi, em đi tắm đây. Sau đó cô nhìn xung quanh căn phòng khách sạn mà Đăng đã thuê, cảm thấy chỗ này có cái gì đó rất quen thuộc. Anh này, căn phòng này em có cảm giác mình đã từng tới đây nhỉ? Em quên rồi à, đây chính là căn phòng mà hồi lúc trước chúng ta đã... Thu ngượng ngùng chạy vào trong, không ngờ chồng của cô lại ma mãnh như vậy. Anh đã đặt vé máy bay tới Nha Trang, còn đặt cái căn phòng này vì cái đêm đó đã xảy ra chuyện định mệnh. Chồng ơi, em tắm xong rồi, bây giờ chúng ta đi đâu? Đăng đã thay đồ xong xuôi, đang ngồi đợi Thu trên chiếc ghế đặt trong phòng. Em muốn đi đâu trước nào? Thu nắm tay Đăng dịu dàng nói. Đương nhiên là đi tới tiệm nữ trang rồi. Lần trước tới đây, em chưa có dịp mua gì. Bây giờ ấy, phải bù lại. Đăng chiều vợ, cả hai cùng nắm tay nhau rời khỏi khách sạn. Lúc đi trên đường, Thu để ý có thấy rất nhiều cô gái cứ nhìn Đăng. Trong khi đó, anh chỉ nhìn bâng quơ ở đâu đó, chứ không hề để ý tới mấy cô kia. Nhưng như vậy, cô cũng chưa vừa ý. Cô buông tay của Đăng ra, nói bằng cái giọng giận hờn. Em đi trước, anh đi đằng sau đi. Sao thế, lại có chuyện gì thế này à vợ? Anh đi bên cạnh em khó chịu lắm. Mà tại sao? Anh cứ nhìn thấy đâu thế à? Chợt hiểu ra sự giận hờn của Thu, Đăng mới phì cười. Thôi được rồi, từ bây giờ anh chỉ nhìn vợ của anh thôi, anh không nhìn người khác, được chưa, được chưa? Có như vậy mà cũng giận hờn. Thôi được rồi, đi, không tiệm đóng cửa mất. Một lát sau, hai người đã tới tiệm nữ trang mà Thu muốn tới. Bước vào tiệm, cô cứ trầm trồ khen hết cái này tới cái kia, làm cho Đăng chóng cả mặt. Anh xem này, cái kia dễ thương nhỉ, em muốn mua. Cái này cũng đẹp nữa này. Thôi được rồi, em muốn mua cái gì, anh sẽ mua cho em cái đó. Thu vui vẻ vì được sự cưng chiều của chồng, cô cứ đứng nhìn anh mỉm cười một mình như vậy. Sau khi rời khỏi tiệm nữ trang, hai người lại đi dạo vòng quanh Nha Trang thêm một lúc, sau đó mới về khách sạn. Hay là chúng ta chụp hình chung đi? Thu đề nghị khi nhìn thấy người thợ chụp hình mà lần trước đã chụp cho cô và Đăng. Tại sao tự nhiên em lại muốn chụp hình? Thu quan sát Đăng, sau đó cô lại mỉm cười tinh nghịch. Anh không phát hiện ra chúng ta đang mặc bộ đồ mà lần trước chúng ta đã mặc hay sao? Đây là một sự trùng hợp. Chuyện này giống như một năm về trước vậy. Nếu như Thu không nhắc, thì Đăng cũng không để ý. Quả thật là hai người đang mặc bộ đồ mà lần trước tới Nha Trang đã mặc. Thôi được rồi, đừng suy nghĩ. Chúng ta chụp hình đi, rồi về phòng. Nhá, em muốn đi ngủ lắm rồi. Vừa nói, Thu vừa kéo tay Đăng tới một chỗ có để một chiếc xe tăng mô hình trong khách sạn. Rồi nhờ người thợ chụp hình chụp cho hai người một tấm. Hai người dựa sát vào nhau, mỉm cười thật hạnh phúc. Khi cầm tấm hình trên tay, Thu mới trầm trồ khen ngợi. Đẹp quá, khi về nhà nhất định phải phòng lớn, sau đó em sẽ treo trong phòng ngủ. Thôi, mình về phòng thôi, cả ngày hôm nay em mệt quá. Sau khi về phòng thay đồ xong, thì Thu ra ngoài ban công ngắm cảnh, đang đứng hồi tưởng lại chuyện xảy ra một năm trước. Cô thì thầm với chính bản thân của mình. Thời gian trôi nhanh thật đấy. Đang lúc này, vòng tay qua ôm eo của vợ, anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên mái tóc còn ướt của Thu. Em đang nghĩ cái gì mà cười hoài thế? Em đang nhớ lại chuyện của lúc trước. Chúng ta có thật nhiều hồi ức tốt đẹp ở đây. À, anh nói là mẹ có chuyện gì quan trọng kêu chúng ta làm. Đó là chuyện gì thế anh? Chuyện quan trọng. Mẹ muốn sau khi chúng ta trở về thì trong gia đình sẽ có thêm một thành viên mới. Thành viên mới á? Là ai?
Này này, em không biết hay giả vờ đấy. Lại gần đây, anh nói nhỏ cho mà nghe. Thu cứ tưởng thật nên kề sát mặt mình vào mặt của Đăng chăm chú lắng nghe. Thành viên mới là mẹ muốn chúng ta sinh thêm vài đứa cháu cho mẹ. Thu nghe xong thì bèn lẽn đẩy Đăng ra. Em không thèm. Nhưng mà Đăng nhanh tay hơn đã kéo sát cô vào lòng thủ thỉ bên tai. Tí chỉ có một mình, mai này không có người làm bạn buồn lắm. Có thêm em trai hay em gái trong nhà sẽ vui hơn. Thầy Thu không có phản ứng gì. Đăng hạnh phúc siết chặt cô trong vòng tay rắn chắc của anh. Rồi từ từ nghiêng người, cúi xuống, đặt lên môi của cô một nụ hôn nồng cháy. Thu ngả người ra phía sau, đặt một tay lên vai của Đăng. Trong khi đó thì anh quàng tay, ôm eo của cô. Một tay khác anh từ từ cởi nút thắt của chiếc áo pyjama trên người Thu. Cả hai người như tan chảy trong thế giới hạnh phúc ngọt ngào của tình yêu. Đăng từ từ bế Thu vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Đã lâu lắm rồi chúng ta không có thời gian riêng với nhau. Hôm nay nhất định phải biết quý trọng rồi. Dứt lời anh đưa tay tắt cái đèn ngủ đặt ở đầu giường và cùng với Thu có một đêm trăng mật thật trọn vẹn. Đúng như đã nói với Đông, sáng nay cô gái tên Tâm An thu xếp hành lý, chuẩn bị rời khỏi Việt Nam. Chiếc taxi 4 chỗ đang đứng chờ cô trước cửa khách sạn. Cô xách chiếc vali màu xanh bỏ lên cốp xe, quay lại nhìn khung cảnh Việt Nam một lần nữa. Cô cảm thấy có một cái gì đó khiến cho cô lưu luyến không nỡ đi. Cô lắc đầu xua tan những phiền não đang bao quanh cô. Chắc là mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Mình đâu có quen ai ở đây. Tại sao lại không đành lòng bỏ đi chứ? Tâm An yên lặng, ngồi băng sau của chiếc taxi. Cô mở cửa sổ xuống để cho những cơn gió mát mẻ lùa vào mặt làm thư thái tinh thần. Đột nhiên cô ngửi một mùi thơm đang hướng theo làn gió bay vào mũi của cô. Mùi gì mà thơm thế nhỉ? Tâm An tự hỏi mình rồi ráo rác nhìn quanh. Cô phát hiện có một tiệm bánh gần đó. Cô nói với bác tài xế. Làm ơn dừng xe, tôi đi một lát thôi, tôi sẽ quay lại. Chiếc xe dừng lại thì cô nhanh chóng tới tiệm bánh đã phát ra cái mùi thơm quyến rũ này. Khi nhìn thấy những chiếc bánh được đặt trong khung kính đẹp mắt khiến cho cô tấm tắc khen ngợi. Thì ra là mùi bánh ở đây thật là thơm quá. Tiệm bánh này nổi tiếng lắm. Nếu như không được ăn bánh ở tiệm này thì đúng là một điều đáng tiếc. Tâm An quay lưng lại nhìn người đàn ông vừa nói những lời đó. Là anh sao? Trùng hợp quá, anh cũng thích ăn bánh ở đây à? Đông nhìn ông Lộc rồi nói. Cho cháu hai bánh nhân dứa gai. Sau đó quay sang nói với Tâm An. Lúc trước tôi hay tới đây lắm. Tôi và Hạnh thường hay... Anh bỏ dở câu nói, đưa tay đỡ lấy hai chiếc bánh mà ông Lộc trao cho anh. Anh lấy một cái đưa cho Tâm An. Tôi tặng cô, làm quà chia tay. Chúc cô thượng lộ bình an nhé. Có dịp thì thường xuyên ghé về Việt Nam chơi. Cầm chiếc bánh mà Đông đưa, Tâm An nghĩ ngợi bâng quơ, rồi suy nghĩ mông lung. Miền man với suy nghĩ, biết bao nhiêu câu hỏi trong đầu. Cô đã lỡ tay đánh rơi chiếc bánh xuống đất. Nhìn những vòng xoay tròn ở trước mặt, cô có cảm tưởng nó giống như một cỗ máy thời gian đang quay ngược lại quá khứ. Hình ảnh một cô gái tóc dài bị ướt dưới mưa, đang chạy bộ về nhà, khiến cho cô ngạc nhiên. Không hiểu tại sao cô lại có những hình ảnh này. Bỗng khung cảnh chuyển sang một quán cà phê lãng mạn, có vài cặp tình nhân đang ngồi tâm sự, và giọng nói lạnh lùng của Đông vang lên. Một cơn đau đầu khó tả đang xâm chiếm lấy tâm trí của cô. Cô ôm đầu nhăn nhó, rồi cô nhìn thấy bản thân của mình trong một bộ áo cô dâu, với đôi mắt đẫm lệ, nhìn Đông nài nỉ. Anh đi về đi, em chưa đủ đau khổ hay sao, mà anh còn tiếp tục hành hạ trái tim của em. Nếu như yêu em ấy, anh rời khỏi đây đi, ngay bây giờ. Coi như đó là chuyện cuối cùng anh có thể làm vì em. Quang cảnh ngày cưới hôm đó giống như một thước phim quay chậm. Bây giờ thì cô đã nhớ ra được bản thân của mình là ai. Lúc trước cô hay thắc mắc,
Tại sao người khác thì có quá khứ, còn mình thì không? Cho tới hôm nay rút cuộc, cô đã có thể tìm lại một thứ quan trọng mà mỗi người đều có. Đó chính là quá khứ. Nếu như một người không có quá khứ thì chắc chắn sẽ rất đau đớn. Cô đã nhớ ra, cô không phải là Tâm An. Cô nhìn Đông, nói với giọng chắc chắn, khiến cho Đông suýt nữa thì ngã quỵ. Người đàn ông mà cô yêu chính là Đông, vẫn cái vóc dáng đó, vẫn cái bóng lưng không thể nào lẫn với ai được. Anh chính là Đông của cô. Cô muốn nói cho Đông biết rằng cô đã quay trở về. Cô không thể nào quên được quá khứ của hai người. Riêng Đông lúc nghe tiếng cô gọi, linh cảm cho thấy anh được người vừa gọi chính là Hạnh, chứ không phải là Tâm An. Anh ngờ ngợ quay lưng lại, nhìn thẳng vào mắt của Hạnh. Em là... Hạnh chậm chậm bước tới gần Đông. Cô đi, cô vừa nhắc lại lời nói của ngày nào, khi hai người dạo chơi trên bãi biển. Cô không bao giờ quên được chuyện xảy ra ngoài hôm đó, bởi vì nó là ngày quan trọng và đẹp đẽ nhất cuộc đời của cô. Giọng nói của Hạnh bồng trầm như những đợt sóng lăn tăn vỗ vào bờ. Cô nói lại y chang cái câu mà hôm đó cô đã cùng Đông đi trên biển. Nhận ra lời nói ngày nào, Hạnh đã thủ thỉ bên tai của mình. Đông khẳng định người con gái trước mặt chính là Hạnh. Phải rồi, cô ấy chính là người đã làm cho trái tim của Đông thổn thức, nhói đau. Khi anh nhìn thấy cô nằm im bất động trên giường bệnh, rồi có biết bao nhiêu đêm, anh thao thức trăn trở nhớ về quá khứ của hai người, ôm ấp hình bóng của Hạnh trong trái tim của anh. Đông đưa tay lên sờ vào gương mặt của Hạnh. Mọi chuyện diễn ra trước mắt anh là sự thật, không phải là một giấc chiêm bao. Hạnh, trời ơi, đúng là em rồi. Em có biết là em tàn nhẫn lắm không? Em vẫn còn sống, vậy mà lại nói là em đã chết sao? Hạnh bật khóc nước nở trên vai của Đông. Những tiếng nấc nghẹn ngào khiến cho cô không thể nào nói nên lời. Thời gian qua, không có em bên cạnh, nhưng mà hình ảnh của em không bao giờ lu mờ trong lòng của anh. Hình ảnh một cô Hạnh vui tươi, luôn luôn sưởi ấm trái tim băng giá của anh. Em nhớ anh. Đừng khóc. Lúc trước quá khứ của em là những ngày đau đớn, đầy nước mắt. Bây giờ, tương lai của chúng ta sẽ là những nụ cười hạnh phúc. Anh sẽ không bao giờ để cho em phải rơi một giọt lệ nào nữa. Đồng đưa tay lau những giọt nước mắt kia. Anh đã dùng môi của mình lau khô những hạnh phúc, những giọt lệ đang lăn dài. Thì ra mọi chuyện nó là như thế này. Lúc trước ông Hoàng, bố của Hạnh, cứ ngỡ rằng cô không qua khỏi, nên đã báo tin với Đông là Hạnh đã chết, để anh có thể vơi bớt nỗi nhớ nhung mà quên cô đi. Thật không ngờ ca phẫu thuật đã thành công. Chỉ tiếc là mấy tháng sau khi Hạnh tỉnh dậy, thì cô đã quên đi mọi thứ. Ông Hạnh nghĩ như vậy cũng tốt, vì cô có thể quên đi đau khổ của mình. Ông đã đặt cho Hạnh một cái tên mới là Tâm An, hy vọng cô sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn lúc trước. Không ngờ Hạnh lại lén ông trở về Việt Nam du lịch mà không cho ông biết. Cũng chính nhờ như vậy mà cô đã tìm được tình yêu bỏ quên của mình trong một sự kỳ diệu tưởng chừng không thể nào có thể xảy ra. Thời gian thấm thoát trôi qua, ba cô gái gõ đầu chè hôm nào bây giờ đã từ giã chiến trường để lui về sau chăm chồng chăm con. Tâm và Lan sau khi cưới xong, hiện giờ cả hai đang ở nước ngoài để chụp hình quảng cáo cho bộ thiết kế mới của Tâm. Tâm cầm tập hình vừa mới rửa vào văn phòng, đưa cho Lan. Em, đây là sấp hình mới chụp ngày hôm trước này. Ai cũng khen, em ăn ảnh lắm. Lan cầm lấy cuốn album mà Tâm trao cho cô, sau đó lật ra từng trang để xem. Cũng phải có một người chồng tài giỏi như anh, thì em mới có những bộ quần áo đẹp như thế này chứ. Cô tiếp tục lật xem thì nhìn thấy hai tấm hình mặc áo dạ hội thì tấm tắc khen ngợi. Nhất định sẽ có nhiều người ưa chuộng thiết kế mới của anh đấy. Đang trò chuyện, bỗng dưng cô cảm thấy buồn nôn khó chịu. Lan vội vàng đưa tay che miệng lại, chạy nhanh vào toilet. Tâm vội vàng chạy theo nhìn thấy vợ đang nôn thốc nôn tháo trên bồn rửa mặt thì hoảng hốt. Em làm sao thế?
Không, không lẽ... Lan rửa mặt rồi ngẩng đầu lên nhìn Tâm. Hôm qua em đi khám rồi. Bác sĩ nói... Bác sĩ nói gì? Em nói cho anh biết đi. Bác sĩ nói em có thai hơn 3 tháng rồi. Sau một phút ngỡ ngàng vì lời tuyên bố của Lan, Tâm choàng tỉnh ôm chầm lấy vợ và cười thật lớn. Vậy là anh sắp được làm cha rồi. Trời ơi, bố mẹ mà biết được sẽ rất vui. Nhìn điệu bộ của Tâm khiến cho Lan bật cười. Từ từ, em còn chưa nói hết. Bác sĩ nói em mang thai đôi đấy, một trai và một gái. Ôi trời ơi, cảm ơn em. Anh sắp được làm bố rồi. Anh vui quá. Thôi thôi, không công việc gì hết. Mình về đi, mình về quê đi. Chuyện về Hạnh ngay sau cái hôm hai người nhận ra nhau thì ông Hoàng cũng đã về nước và nói lời cảm thông với Đông, mong Đông hiểu cho ông. Ông vô cùng xúc động khi biết con gái mình đã hồi phục trí nhớ một cách thần kỳ nhờ vào sức mạnh của tình yêu. Ông dọn về Việt Nam, không ở lại Singapore nữa. Điều mà quan trọng nhất của ông lúc này là được nhìn thấy con gái của mình hạnh phúc mỗi ngày bên người mà nó yêu thương. Sau khi kết hôn xong, hai vợ chồng Đông đã quyết định mở một tiệm bánh nhỏ. Em có làm được không đấy? Hay là để đấy? Cho anh thử nhá. Đông đứng bên cạnh với vẻ mặt không tin tưởng vào tài nấu nướng của Hạnh. Được mà, anh yên tâm. Để đấy cho anh. Nói rồi anh cầm lấy đồ nghề trên tay của Hạnh. Cô quàng tay mình vào tay của Đông, nghênh mặt nói. Không tin tưởng vợ tí nào. Anh đừng có quên, em nấu ăn giỏi lắm đấy. Phải rồi, giỏi nhất là vợ của anh. Lúc này Thu nắm tay Đăng bước vào tiệm bánh của Hạnh. Coi hai vợ chồng kìa, âu yếm quá, làm cho người khác phải ghen tị. Thấy hai người vừa tới, Hạnh lập tức chạy tới. Đồng thấy như vậy cũng hoảng hốt, la lớn chạy theo cô. Này này, Đang có thai, sao em chạy nhảy lung tung như thế à? Bác sĩ dặn rồi phải cẩn thận chứ. Em không nghe gì cả. Chỉ là anh khẩn trương quá, chứ em có làm sao đâu. Thu lúc này đỡ Hạnh ngồi xuống ghế. Chị có thai rồi sao? Chúc mừng chị. Tôi sợ chị làm như thế này, chị sinh Đông đã vào viện vì đau tim đấy. Chà chà, mọi người ở đây đông đủ hết rồi. Hình như là chúng tôi tới trễ nhất. Hai vợ chồng Tâm và Lan cũng nắm tay bước vào. Nhìn thấy tấm biển trên cửa tiệm, Lan nháy mắt nhìn Hạnh. Tiệm bánh nhân duyên, tên đẹp nhỉ. Chị thì sướng nhất rồi, được làm bà chủ tiệm. Chỗ này là nơi tình địch của chúng tôi, mà có rất nhiều kỷ niệm, cho nên Đông mua lại sửa sang nó khang trang hơn trước. Hơn nữa ông Lộc về nghỉ rồi, nên đồng ý nhường lại cho chúng tôi. Để tôi vào lấy nước cho mọi người. Đợi tôi một chút nhé. Ấy ấy, vợ, để anh làm cho. Em cứ nghỉ ngơi đi. Dứt lời, Đông chạy một mạch vào trong, không kịp để cho Hạnh nói lời nào. Chồng của chị cưng chưa? Ngay cả bê nước cũng không cho chị làm. Chắc là câu chuyện nhà này đều ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Vợ à, ngồi xuống đi. Đứng lâu mỏi chân đấy. Em bé cũng bị mỏi chân cho mà xem. Nghe như vậy Thu bật cười. Lần đầu tiên em nghe nói nếu như không ngồi xuống thì con trong bụng sẽ mỏi chân. Đúng là khâm phục chồng của hai người thật. Cả hai đều lo lắng quá độ rồi. Chúng ta vào trong nói chuyện đi. Chỗ này để cho ba ông tướng. Đi. Hạnh dẫn Thu và Lan vào trong phòng nói chuyện. Đúng lúc này Đông đi ra, thấy ba cô gái đã đi khỏi. Anh liền chạy tới chỗ Đăng để mấy ly nước xuống. Này, anh em mình làm vài lon cho vui. Hôm nay tự dưng tôi lại có tâm trạng muốn uống vài lon. Ok, vài thùng cũng được. Uống gì là vài lon. Một lát sau Đông lại chỗ quầy lấy thùng bia, rồi nướng thêm hai con mực để ba anh em nhâm nhi. Ba người vừa dượt nắp toàn lên bê uống thì ba cô vợ từ trong nhà bước ra. Thù mới lên tiếng chỉ chết. Các ông như vậy là không được. Muốn nhậu nhẹt gì thì phải nói với chị em chúng tôi một tiếng. Tại sao lại thế hả?
Hạnh mới xen vào. Vậy mà lão nào cũng nói là thương vợ, đúng là chỉ có bốc phét. Từ nãy giờ im lặng, bây giờ Đăng mới lên tiếng. Tôi có ý kiến thế này, cả ba ngồi xuống đây cùng đi, bọn anh sẽ uống bia, còn các cô sẽ ngồi tổng quất, được chưa? Cả đám nghe xong thì cùng cười lớn, rồi tất cả lục tục kéo về bên cạnh chồng mình và ngồi xuống. Họ cùng nâng ly, họ cùng hò reo thật vui. Trong lòng sáu con người, giờ đây không còn nỗi niềm gì ngoài hai chữ hạnh phúc. Đơn giản một điều, họ đã tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Sau một khoảng thời gian dài cứ quẩn quanh trong cái vòng xoáy, tưởng chừng như không có lối thoát. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn phần 7, cũng là phần cuối của bộ truyện Gia vị tình yêu của tác giả Nho Hưng. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều, cảm ơn tác giả Nho Hưng đã đồng hành cùng với Tâm An trên kênh đọc truyện Chị Dậu vào 20:30 mỗi ngày. Và bây giờ thì Tâm An xin phép được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúng ta sẽ gặp nhau vào những bộ truyện tiếp theo. Chúc quý vị một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.